Nó hắc não đại pháp tôi. Biết con xe chờ quá. Có ai bị lắc không? Giờ phải đất phải lên đường bóc mới xài. Ai lắc thì để xuống trung bình đó, cho nó đỡ. Mày chết cha, phải lấy cung đào 18 á. Ngay cái não lắc hộ, trời ơi hay quá ông ơi. Lắc hộ, trời ơi không chết chết quẹo luôn. Dạ Lý Tịnh, ờ mất hết kiếp luôn. Ờ mới được một ông subscribe rồi. Mơm. Đẹp cũng hay quá. Mấy ông nào xài VMBT coi mực không? Tí lấy ghi nhầm tí like rồi không? Ê, đẩy này lên chứ, dưới này. Ngay cái não sao bóp yếu ta chẳng mấy trò
bounty trước rồi để nó bút tiếp thiên rồi. Trời, không ăn được luôn. À, rồi 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 rồi. Lồng đèn nó cá sấu lụng bài rồi. Ồ, quỷ lọc rồi nó chỉnh cái nóng hổi luôn. Hít cái sọt. Ồ ghê quá. Mét thép đây rồi. Ồ, ông kia không nhường ra đây. Mong mong 16 rồi. Rồi rồi thấy bà rồi. Anh ơi, người anh em, người anh em. Hò hơi gì vậy bò? Ờ, cái mầm nữa. Không thấy tôi. Ăn tớp phích.
ngông cuồng. Ngông cuồng. Bạn ăn cái kiếp cho mình chết không? Hú hà. Đó mất làm cái này mất cười luôn. Nè. Nó là gắt này. Nó bình quăng cái công ty để chạy con cái sai ra sao mày nhảy cái đỏ này xuống đi mai ăn rồi mà đi lên. Thôi đồ mai nó quăng cái thùng nữa. Hồi giờ mới cười, ta cười từ trưa, cười đã luôn. Quá mạnh mẽ. Quỷ Lộc đâu rồi? Lộc đen giảm độ máy lạnh xuống đen. Nó giảm xong đi luôn rồi. Giảm xuống nữa hả? Nóng. Làm sao cho nó lạnh á. Lạnh lên mát mát xíu. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Bạn ấy nghe không? Bên ta, bên ta. Bên ta. What the fuck? Chết tao mày vừa lòng, tao chết luôn. Rồi không chết luôn. Oh. Giảm độ cho nên mập. Rồi rồi rồi. Rồi, ta biết miếng bát của tao tại sao nó nuột rồi. Nó nột khi để nhiệt độ phòng là nó lạnh, mát mát. Nó lên độ cái là mới bắt gít liền. Ôi. Phong thủy quá.
Bên ta cười của tôi. Nhẹ nhàng với em thôi. Khoác vô mày giảm độ. Mày làm miếng lót anh gít rồi nè. Đó, sắp lên cao thủ men rồi. Anh đánh giá như thế nào khi có ba siêu sao thế giới? Ai? Trong đời hình trang này không hắt đô nay được là anh đi. Cái gì vậy không? Hồi nãy có ông nào donate cho tôi á mà tôi quên nhìn tên rồi. Cảm ơn. Ê, surprise, surprise gì đó. Cảm ơn nha, cảm ơn đã ủng hộ. Cảm ơn. Ở nhà trên đây nha. Hôm qua anh em có theo dõi trận đánh không? Hồi chiều SKT mới thua 2-0 á. SKT mũ không? Hôm nay ấy thua nên không stream buồn ghê. Thua sao stream được. Đó. Anh test bởi hình thôi. Test trước trận 2 test Garage á mà xui. Chiến thuật mới giờ bị phá vỡ. Cái máy lạnh trên nóc nhà ông ấy với tới được cao vậy. Trời, tôi cao mấy tăm mấy lần. Ủa mà lăn rễ cho tay vậy hả? Ừ. Nó qua tìm gì? Nó cái tay chứ đâu. Rồi gì? Ờ nó mới đánh cận mà. Ó, ông nào kêu là làm gì lăn. Còn anh đánh là vì cung vu luôn anh. Còn nhớ đúng như nào. Cũng là Faker đi Catalina. Còn Catalina, còn đang gì Kha'Zix. AB viết tắt của gì? Ability đó. Levi ở bên kia anh nghĩ ai hay hơn? Levi hay lắm. So baby, low me low đó, bum 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 bum. Sao anh nói SKT hơn KT mà giờ SKT thua sập mặt. Nè, nó phải bắt cầu. KT win Africa đúng không? Africa win SKT, SKT win lại KT. Hả? Nó phải bắt cầu. Dư rồi. Gần vậy. Gì? Mỗi sao bạn 7.3 win top có tỷ lệ cao top 1. Sao tôi biết được? Mấy bên này tiêu hơn, mấy bên này có đánh hàng rồi không biết. Ờ, bây giờ bằng 8 giáp luôn, thấy khỏe là ra gách. Chùm. Thôi, mới vô quy cái hồi 39 máu luôn. Quá khỏe. Trời ơi. Để bác sẽ khỏe đâu. Gì, chơi cu.
hiếm máu nhân đạo. Good. Mất hai anh kiếp luôn rồi. Nó khổ mà rồi. Hồ hàng giếp thì hồ nhiều level lắm. Dê má. Ít của tôi mất hết rồi vậy. Ồ nha. Nãy chưa level 3 nó chết rồi. Ở quầy level lại với nó. Lợi cái tele nè. Nó quay yếu rồi. Con rừng à, tự tin thế. Nghĩ cái não nha mày. Đúng rồi, bắn súng hoài. Ôi về. Thấy nó hết tay em mà. Tiếp.
Phun mèo chết. Ở 16 á hả? Boss chết 2. Bóp luôn. Ê, đừng. Ừ, nó mới chuyển dạng kia. Che, yeah, đúng rồi. Trời ơi, nó kia đó. Đấm đó. Đấm. Trời. Trời, tôi bị con ngựa nó đạp ra thôi, cái phát kia quăng về quy rồi đập con quay nè nó chết rồi. Gì vậy trời? Hay quá. Hai trăm năm mươi mấy mà video clip có 180 mấy đó. Đồ phát lỗi game à, gây 70% sát thương linh lính. Đồ phát nẹp rồi hả? Thôi nó nẹp ra gác của tôi rồi. Nẹp cái gì nè? Gây 70% sát thương linh lính ra gác bị giảm sức mạnh. Đảo xanh à, tại vì nó quỳ nó tích đa mày mạnh lên. Hồi trước có là ta hèn gì chơi thấy kỳ kỳ được không? Bóp tôi hoài.
đó. Con nào tôi chơi mấy ông nẹp không vậy? Faker sao bị nẹp nhiều bằng tôi chứ không? Tôi là bị làm lễ tướng luôn. Faker chỉ nẹp thôi. Nẹp thôi. Biết chim ghẻ. Sao nó biết con một cái này? Giờ đi. Dạ. Em đánh em cũng biết ạ. Đi sao? Thì kiểu mấy cái góc nhạy cảm thì cái bắn thôi bất gì rồi. Được không? Ôi với cả con một cái như đi vào có tầm nhìn này. Đi vô có tầm nhìn được. Bằng cam này. Để đi trước mặt người ta. Trời ơi, thôi. Giờ tim ngủ quá rồi, sao chơi? Không chết luôn cái ghê. Mà sao tụi này lúc nào cũng 5 thằng ta? Mình 4 đến 5. Thẳng nó nơi, đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi. Rồi. Rồi máu. Quá mạnh. Giờ bị co cụm rồi. Yeah. Đánh vô World Cyber Game.
Đi xe đến ghê à? Vỡ trận rồi bà con. Con chim mười xác. Đi nhăn phố ôi bất lực thiệt chứ. Thỏ anh win xong anh kêu có trình nhé. Thôi ờ, 2 sẹo, 1 sẹo. Không phải coi lại, phải trả lại garage cho tôi. Con sức bọc tiêu đam quá mạnh vậy, còn mấy con bút như da nhanh mi có đứt chưa? Không, mấy con có mũ. Tùy đó, meta nó thay đổi. Velcot brand sức bọc. Trời, con Brand nó không ai chơi. Do là nó mới vô nó đẩy lên đâu được đâu. Cái vụ 70% sát thương lính nó có mấy cái năm mà. Sao tôi không biết mà trước tôi win cái là phải chết hết đợt lính sau mà. Sao giờ win cái không chết? Mà có lỗi gì ở đây nè. Nó không phải lỗi.
điểm nào cũng ngon trời. Top sắp bọc bây giờ nó mạnh quá trời chị nha, đây ngon không hả? Ừ, giờ đâu phải meta ở đây đâu. Ở đây nghĩa là vô cho có tụ thôi, giờ là rừng. Không lẽ lấy 24 sát lực luôn. Rồi xong rồi mới vô đam có nhiêu. Bây giờ hồi trước Slay ở team Hà Nội tí nị HIV đi mít nè. Không, nó đã đêm mà, nó đi top. Rồi sao nghe cái bài gì vậy? Rồi có pop nữa nè. Ơi, what the... Chà, nó cho ông tôi. Chọn tôi rồi. Ông làm lấy xuyên sát lực các ký. Xong rồi đứng AD, xong rồi bích AD. Thua rồi. Sao bị nó tròn rồi sẽ lên. Mọi bạn lăn lộn giang hồ đây.
bắn như thế nào. Chưa thấy tên tôi mà nó kêu kéo. Khó, khó. Anh ghê lắm, anh chơi pizza ghê lắm. Cái khoản nó sấp mà nó ăn hết mạng của tôi. Chụp đi đen. Đen qua đây chụp thằng Mít Phò Tôn nè, nó tôn nè. Mít Phò Tôn nó tôn nè. Nè. Chụp thằng Vì Bọt nó. Nè, nó đang đánh nè, nó 102 nè. Nó bắn bi da trúng vậy. Rồi, súp, yeah. Thánh ơi. Kim cương 1, răng tim 20GG02, bỏ lên. Không muốn nói. ADFK rồi. Đi gửi gì đấy? Gì? Tôi gì đâu. Cái hết từ bài đây. Bà nào mà nói tôi tích dịp, tích dịp. Ai sửa là lại chi vậy? Pha không á? Pha thì bé không sao cả. Là muốn chết luôn. Tạnh không? Giả rồi mỏ. Cao mệt mày cái đâu phải lúc lưỡi không á. Lúc lưỡi không là mới sợ thì sao nữa. AD chơi kỳ quá, chơi áp ra. Rồi luôn, em đã bỏ anh đi. Pizza nè. Rồi. Gì vậy má? Gì? Cái đinh mi.
Này đây chuẩn bị chui lần nữa. Hỏi nó muốn chơi pizza. Ôi đông quá thì các bạn trên có phi về lát nữa rồi mặt thức tháo thiếu mana quá không nâng bên hai chết 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 về con này nó chọc tôi điên là tôi bắn nó thôi ôi Châu Đạt rồi sai lần luôn đích thần chị ở đây làm em ủa thằng xe cơ đâu cái này đấy một con tiền nữa chạy rồi má gì mà không trúng nó xàm xíu tức rồi vậy mà pizza không trúng anh ghen ra nó mà ôm bơm vô là anh không bị sai lầm là giết hết rồi cái nó mạnh quá gần 4 máu luôn trời ơi mình cầm cái này mình tưởng có heal
yếu quá. Ê, anh hấp con đứt sai ra thằng nó nhảy đúng. Nhưng mày chạy đi em ơi. Nó bằng một luôn, thằng mày nó nhảy cũng một luôn. Ghê quá. Ôi, Uriana. Rồi, chết queo lại luôn. Trời ơi. Are you kidding me? Gì đây? Nè nè nè. Ấp cô lê dầu cô là. Nè đây. Không xin nhê luôn anh này. Lì lắm, tự nó khỏe. Rồi nha. Chạy chạy chạy. Ba. Anh sẽ support AD. AD. Có làm trăm mấy nè. Kiểu sức kìa. 400. Mà farm level 11 đó. Drop á. Thế nào thằng AD bị thằng Jungle khi nãy gắt. Yếu dã man. Chết thôi anh nha.
Thấy đó. Thôi tắm. Tắm mưa hết luôn. Bị điên hay gì vậy? Có kiệt sức rồi mà bị giết. Rồi nó lên cái gì vậy? Rồi nó lên. Nó lên giáp gai luôn. Hèn rồi quýnh nó đau quá. Rồi đi mát, dí hoài. Ôi nhục nhã thì chứ ăn không nổi con rét luôn. Ăn không nổi luôn. Con này mấy ông để ý nó đam rất là thấp luôn á. Nè, sức mạnh công kích level 11 và có 55 đam. Là không biết là một level nó lên có nhiêu đam đâu. Xong rồi nó bù qua là cái bác sĩ. Mày hút đi, mày hút đi, mày hút đi, mày hút đi. Mày hút đi. Tôi quýnh nó thổ huyết luôn, nó hút không nổi. Rồi cứu em anh ơi. Rồi má nhắn em luôn rồi. Siêu này vô nè. Hỏi bé tụt ghê quá, bên nó tàn mấy chiêu mạnh mạnh không à. Chạy mất tiêu sáng sấy trời con quỷ ô đi sấy nó làm gì ta nè nè con kia ulti nè đó biết mà vậy nó mới lại si lình nữa bực cái mình thiệt chứ. Rồi tức con quà quá. Quá bực mình con quà quá. Mày chạy đi. Mày chạy đi. Trời nó mạnh như mấy gì. Không có con quà là giết hết rồi.
không ăn rong ơi. Tắm mưa luôn chưa? Mày tắm mưa luôn chưa? Cho mình ở về sao con này quy hoài quy con đảo 1.8 vậy. Thua em qua rồi anh em. Mất tiêu luôn, mất tiêu luôn, lăn ba di bộ mất tiêu luôn. Không quýnh nó được, quýnh nó phản đam chết. Trên nó lát luôn kìa. Ố oh, hai thằng nhìn tụi nó mũ mũ hết. Mày lát nè. Chọn đồ gì để lên đi ta. 40 rồi. 10, 20, 10 người. Không cỡ con bóp bay ra ăn một con ti tôi có chết không sao. Không chết nữa. Thấy cái đích. Ê chơi cục súc gì. No. Why. Why cục súc. Đúng rồi đép đi. Đừng. Ừ. Để tôi. Ê ê ê ê. Yeah. Đừng cục súc như thế. Giờ bị giết rồi. Lòn. Lòn lý rồi. Bên kia ngoan cường thế. No no. Sáng. Sáng mắt trong như sáng năm xưa. Giở thoại mà cố gắng tôn quán. Tôi nhớ mình. Vì cha cha hết lát rồi. Rồi, fuck. Yêu vô tính còn. Trời ơi. Trời. Khỏe quá. Chửi.
đều là mờ cây. Ôi, ăn hiếp ta hoài. Hãy đánh hiếp của tôi. Đúng rồi, ta sẽ bỏ kìa. Còn đó, không có gì. Thôi là cái đẩy với lại vì sao có thương lỗi. Không tính được. Ồ anh Linh kìa, ai cho anh Linh mượn kìa. Ren cái mấy cái đó nó lành lắm. Làm cái gì? Anh Linh mượn kìa. Mượn cái gì? Vô đọc đi biết. Ủa? Mất đi chơi. Được. Ủng hộ tiền thế nào phải anh Mập. Thì bạn có phải có visa card á. Xong rồi ông xài máy tính kéo xuống đây có chữ đồ này nè. Ông bấm vô, xong rồi ông lock visa vô. Ừ, anh em có cái xe mà chuyên môn ủng hộ 2 đô. Ok, mai tôi chuyên 2 đô. Good. Chết ta rồi. Nhắn này bị thằng cái sai cam rồi. Nãy nó kêu nó yêu tôi rồi, nhắn này cam thôi. Mẹ sao lại đầu cầu Hà Nội. Đầu tàu chứ. Bum bum bum. What's up, man? Bên mở up đi mà. Lịch sử đâu? Bất bại. Yeah. Hùng nhớ sĩ. Thôi thua thua thua. Thua. Xong rồi. Trời, nó không có con bản à. Thì mỗi giờ mình kiếm động mới chỉnh mà. Ừ, cái đó thì chỉnh. Ủa bản là tạm bản nhiều mày không? Hay cả nhiều nó dưới đến cho bia. Mày nữa. Lửa này. Lửa rồi. Đi là máu liền. Liên lên xăm thôi. Biết chơi nha bồ. Để mai đầu đi uống con này. Hồn lửa sẽ đi. Hồn lửa sẽ đi. Hồn lửa sẽ đi. Cái hẹn thôi. Dạ lòng đánh cái năm lộ bánh chết. Gì vậy? Em bị dư nè, sử nè. Nè, nó nhìn mất không? Mở đâu? Không, tưởng là mình lấy
Có đủ đâu? Chứ anh Quỳnh đúc thì sao không đủ? Anh giỡn vậy? Anh không như cái review thôi. Review coi được hết không? Vậy mới làm cho nó mất clip phải không? Tính không bằng trời. Đúng tính rồi. Bê thui luôn. Ở dưới chết hài à. Chinit tôn luôn rồi bị cam combo quá. Cái bàn ấy của Rưu vậy. Nè. Ủa tưởng nó đủ tuổi rồi mà. Đợt đánh giải rồi mà. Ủa, bắn trúng một cái tên là hàng có đi tên, mấy anh kia là bị đi chọc làm chậm hả? Nó phát đam luôn á, bị đam luôn. Ủa, ta le không xem chết luôn kìa. Ba cái bông bóng luôn. Thôi đừng có cái cờ đen, nó dọn hết rồi. Đó luôn nha. Đó luôn nha. Ôn bang của mày phải chạy nhanh vậy. Nó qua cái giờ là không thể. Có cái giờ tao sống. Tao sai rồi. Đợi quy đổ xanh em. Đất tiền. À, sai rồi. Sai bạn. Đúng ơi. Sai bạn. Lẽ phải đợi thằng kia nhập vô luôn rồi mới bắt đầu rờ. Đi sao bên đấy? Má tao được chứ. Ủa, tụi ABU thắng hả? Ừ. Tụi nó kêu ABU thua. Ai kêu? Nhưng mà tôi kêu một à. Mà cứ một có xài cái của mình nữa.
đây. Sao? Chào lỗi. Thì người ta tên Naon, cái đọc ta lời luôn. Thì mấy chữ lên được rồi. Wow. Không cắt slay được à. Ôi, nó càng ta rất không ngủ luôn. Mà sao bên kia có cái tên lửa từng mà nó có thể bất cẩn gì được. Bê thui luôn. Bị Marine xì quá bê thui luôn. Vậy cũng chết nữa. Há đam. Trời ơi. Bị cái bác sĩ mấy trăm đam. Có mẹ rồi. Ừ, hay quá. Chưa có lát. Tức thiệt chứ. Thank you.
xạ thủ. Mà Rin nó chết. Đừng lấy lửa tử thần chứ lấy gì. Thánh quá thôi trời. Có chứ anh. Anh thảo lửa anh cơ bạc với anh trời. Mấy vậy tao thả lửa tao chạy. Mà có à chi. Được. Anh chết một mạng luôn. Không cần hai để pha kia phải trả rồi. Kêu lại chứ gì?
Giờ tưởng hả? Đúng rồi. Tôi cũng dây rồi. Thôi, cũng ra đê đó. Nội tại là gì vậy? Nội tại là đánh khiên. Đánh khiên. Nó tôn trọng, nó được tăng độ đánh. Không nhìn đi, nó tôn kìa. Đánh giá là Quy. Quy 2. Lại là Perp, độ. Một đều ơi. Mày tôn đi, mày tôn đi. Đừng sát tầm bắn khỏe. Ồ, bị nó đẩy vô lòng điện luôn. Bị nó đẩy vô lòng điện là ngà chết luôn. Bạn 4 đội 5. Ta đánh rồi. Ồ. Phòng của anh sao mấy? Đúng, sao mấy? Ủa, đang trực tiếp hả? Ừ, Chi chu đi bụi vậy kìa. Đó, bết luôn. Không đau. Gì? Mọi người ghét tôi quá khứ xong thua luôn. Cũng dính quá. Họ đang một đều mà. Chưa một không rồi, thôi đây này có một đều à. Đang một đều. Tôi kia nó khỏe lắm, tại nó bất ngu được này thôi. Còn đây trực tiếp à? Hả? Trận cầu đinh rồi, em xét. Ủa sao để chính 12-1 dữ vậy? Bây giờ người vui dữ nào. Ok đi. Tôi bắt cho ông có CC. Sao con Vivi mà chống nồng lên nó bắn này. Hàng hai này nào đỡ. Ủa nào đỡ được. Nó rướng với mẹ, thấy bên kia Gia La rướng với Fortune nè. Maki, Maki Yayo, Shiyuki. Mà thấy bên kia con gì hiền thì bà sao nó nhận nó Makishiro, khó chịu quá đi. Shiyo. Thì gì mà đó mà. Shiyo. Cứu. Quân Tây, Quân Tây. Trời ơi. Cái đinh. Tạo xanh đứng sai thì sao cứu? Expect ra máu luôn, xem ra máu luôn. Trời ơi. Thơ. Khỏe nhỉ. Thơ. Xem sẵn một chút cho nó viên nè. Nó lên máu nhiều quá tôi xì không mất máu luôn đó. Win, win hoài, đánh win hoài rồi đây. Ăn ba là đất tạo hình nào cũng giúp được tiêu nhanh.